Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, giữa lúc Trung Quốc liên tiếp phải gánh chịu các thảm họa thiên nhiên, một vòi rồng khổng lồ tại thành phố Silinyot thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ mới đây khiến cư dân mạng không khỏi kinh hãi. Một số cư dân mạng nói mẹ thiên nhiên và trời đất nổi giận rồi. Và chiều hôm qua, một vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại Silinyot. Trong video lan truyền trên mạng Internet, một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ bầu trời xuống mặt đất, gió thổi cuốn cát bụi và các mảnh vụn bay dữ dội. Luồng khí do lốc xoáy hình thành quét cát bụi vào không khí và che khuất cả mặt trời. Và buổi trưa cùng ngày, Cục Khí tượng Nội Mông Cổ đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh đối với gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu vàng đối với sấm sét. Cục khí tượng này cho biết sức gió trung bình tại một số khu vực có thể đạt từ cấp 8 hoặc cấp 7 trở lên. Có đến 3,658 triệu người thảo luận bên dưới tiêu đề Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên Weibo. Nhiều người chia sẻ cảnh tượng đáng sợ quá, vòi rồng, mưa đá, lũ, hết cái này đến cái khác. Ông trời thực sự tức giận rồi. Xem ra giống như ông trời đang nổi giận. Năm 2023 không bình thường, mong mọi người bình an. Trong dịp Tết vừa qua, người dân Bắc Kinh cũng xôn xao chia sẻ những bức ảnh mưa đá trên Weibo, không ngừng kêu la rằng mưa đá to như quả trứng. Cũng trong ngày hôm đó, nhiều khu vực ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc phải đối mặt với mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng. Đại dịch virus Vũ Hán lắng xuống, nền kinh tế của đất nước tỷ dân chưa kịp phục hồi thì miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu thêm lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa lũ, các tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã liên tục có mưa lớn, hơn 60 con sông đã có mực nước vượt trên mức cảnh báo, nhiều thành phố đã bị ngập lụt, nhiều người bị tử vong hoặc mất tích. Gần đây, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam và các khu vực khác đã trải qua mưa lớn, nhiều địa phương đã bị ngập lụt và lở đất. Đài khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa bão, dự kiến trong 2 ngày tới sẽ có mưa lớn có nguy cơ gây lũ lụt ở các khu vực ở Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông. Hôm qua, Đài khí tượng thành phố Lệ Phổ đã đưa ra 2 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp, huyện Dương Sóc đã đưa ra 3 cảnh báo đỏ mưa bão. Đài khí tượng huyện Vĩnh Phúc đưa ra 4 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Mực nước sông Liễu, thành phố Liễu Châu tăng vọt. Mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu xuất hiện mực nước cao nhất là 82,93m, vượt quá mực nước cảnh báo 0,43m. Các con đường dọc ven sông, tầng 1 và cửa hàng ở khu dân cư đều bị ngập. Thôn Lợi Chu, dân tộc Giao, huyện Điền Lâm, Quảng Tây xảy ra lũ quét. Từ thôn Lợi Chu đến làng Hà Khẩu, thị trấn Nhạc Lý bị sạt lở nghiêm trọng. Một số trường học và làng mạc ở địa phương đã bị đất đá trôi dạt vào. Toàn thôn đã phải khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Theo dự đoán của Cục Thủy văn huyện Dương Sóc, mực nước sông Ly đoạn đi qua huyện Dương Sóc sẽ vượt quá mức cảnh báo 2m trở lên so với mực nước cảnh báo 109,5m. Các con sông vừa và nhỏ như sông Ngộ Long, sông Kim Bảo, sông Hưng Bình đã vượt quá mực nước cảnh báo. Video trên mạng cho thấy các con đường của nhiều thành phố, làng quê và thị trấn ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây bị ngập nước, phòng ốc và xe cộ của người dân bị dìm ngập. Nước đọng quá eo, lợn do người dân nuôi phải chạy lên trên lầu để lánh nạn. Quảng Tây xảy ra thiên tai lũ lụt vì mưa to liên tục trút xuống, khiến 323.488 người gặp nạn, 81 ngôi nhà và 128 căn phòng bị sập, một người bị sét đánh tử vong. Diện tích nông nghiệp bị thiên tai lên tới 14.225 ha. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở khu vực Quế Bắc và Quế Trung của tỉnh Quảng Tây. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm qua một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện tự trị Giang Hoa, dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước, trận lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn. 30.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng.
Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm qua, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm, 21 trạm mưa trong huyện vượt quá mức 100mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày hôm kia, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng lũ lụt cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước, hơn 1.000 người đã được di rời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Manh Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước. Một cây cầu cổ 100 tuổi cũng gặp phải lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước bởi vì lũ bất ngờ cuốn tới khiến nước sông đột ngột dâng cao. 5 người ở địa phương đã bị mất tích, 3 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn đi khi đang trên đường trở về ký túc xá, 2 nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. Gần đây, mưa lớn cũng đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông. Hôm qua, đồng bằng Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Thiểu Quan, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Hoản và Sán Vị ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ ngày 7 đến ngày mai, Quảng Đông tiếp tục có mưa to. Mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn, trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 9. Từ ngày cuối tháng trước đến 9 giờ ngày hôm qua, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa to 1057 lần, trong đó có 73 lần cảnh báo màu đỏ. Tính đến 13 giờ 37 phút ngày hôm qua vẫn còn 38 huyện thị có hiệu lực cảnh báo mưa to. Tại huyện Quảng Nam thuộc Châu tự trị Văn Sơn của dân tộc Mèo, dân tộc Choang, tỉnh Vân Nam cũng đang gặp phải mưa lớn. Nhiều khu vực trong huyện thị xuất hiện ngập úng nghiêm trọng, một số ngôi nhà bị ngập lụt khiến người dân mắc kẹt. Huyện Cống Sơn, Châu tự trị Nộ Giang, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu trận mưa lớn liên tục lớn nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng, nhiều nơi xảy ra sạt lở và lún đất. Giao thông, điện lực, thông tin, hoa màu, nhà ở và nguồn cung cấp nước bị hư hại nghiêm trọng. Ít nhất 2 người tử vong và 8 người mất tích, thiệt hại kinh tế vượt quá 700 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 440.000 người ở 10 thành phố và 51 huyện bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, một số đoạn đường đi lại khó khăn do nước đọng, một số cây cầu và con đường bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 400 nhân dân tệ. Trong đó, Bình Dương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hôm qua, 4 thành phố Bình Hương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía Bắc thành phố Cán Châu, phía Nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc dông tố, mưa to cục bộ. Kể từ đầu tháng đến nay, hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập. Khu vực phía Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến có 82 thị trấn và làng mạc ở 25 huyện có lượng mưa hơn 50mm, trong đó có 8 thị trấn và làng mạc ở 5 huyện có lượng mưa hơn 100mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điền có lượng mưa lớn nhất là 147,7mm, với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Tại thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn. Do bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Cù Châu. 107 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 28 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Truyền thông chính thức thừa nhận việc xả đập Tam Hiệp. Ngày hôm kia, Nghi Xương, thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, hứng chịu mưa lớn và đã bị lũ lụt nghiêm trọng.
nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Giang, một người dân nói với Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác. Hậu quả là thành phố Nghi Xương và các khu vực hạ lưu bị ngập trong lũ lụt. Các con phố ngập chìm trong biển nước. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, ông Giang cho biết mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Xương năm nay? Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử, kể từ giữa tháng, các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn, làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức, đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh, khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước. Ngày hôm kia, Bộ Thủy lợi Trung Quốc tuyên bố rằng mực nước của 25 con sông đã đạt mức cao trên cảnh báo. Các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là đơn vị điều hành của tập đoàn Đập Tam Hiệp gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ Đập Tam Hiệp vào các hồ chứa. Đến ngày hôm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính thức tuyên bố thừa nhận rằng Đập Tam Hiệp đã tiến hành việc xả lũ đầu tiên kể từ năm nay với mục đích là phát hiện điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần Tam Hiệp. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Zhang Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Zhangde Power Company, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Ngày hôm kia, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ, đến ngày hôm qua mới chính thức thừa nhận xả lũ trên phương tiện truyền thông. Hành động không cảnh báo cho người dân trước nguy hiểm của việc xả lũ đập Tam Hiệp đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức trách vẫn chưa công bố số người tử vong trong thảm họa. Cư dân mạng lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc. Nhiều người dân bị điện giật trong nước và đã chết. Mưa bão ở Tương Dương, Hồ Bắc khiến nước tràn ngập các đường phố. Dây điện cao thế rơi xuống nước. Một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật. Một người phụ nữ cầm ô đã bị lũ cuốn trôi. May thay có một người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu. Có nhiều người bị điện giật khi bị cuốn trong lũ. Nhiều nơi đang bị ngập lụt. Hãy mau chóng cứu người, một cư dân mạng cảm thán, đây đúng là một thảm họa chết chóc. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miện Minh, giết chết ít nhất 12 người. Tính đến ngày hôm qua đã có ít nhất 10 người mất tích. Cô Wang, một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 giờ hoặc 3 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ấy bị thương khắp người. Chân ông ấy bị chảy máu. Wang nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi bất kỳ cảnh báo nào khi trận lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả các nhân viên của họ đi từ trước. Cô Wang cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó. Vào khoảng 8 giờ sáng, nước ngập sâu tới 1,5m đến 1,8m, cô cho biết. Hiện các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, gồm cả dịch bệnh, lũ lụt. Các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân mà đến nay vẫn chưa rõ con số thực tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh. Ông không hề đề cập đến trận lũ lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục. Ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.